Và kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã di tản công dân khỏi Nam Sudan. Theo tin từ Juba, Hoa Kỳ bắt đầu di tản nhân viên tòa đại sứ và công dân ra khỏi Nam Sudan sau khi hai phe quân đội nước này xung đột nhau làm ít nhất 500 người chết, tạo lo ngại quốc gia tân lập cách nay 2 năm sẽ lâm vào tình trạng nội chiến. Súng đã nổ từ đêm Chủ nhật giữa các thành phần quân đội chia rẽ trên làng ranh bộ tộc. Giao chiến tập trung tại trại quân Bimpham nằm phía bắc phi trường và trại quân Jebel nằm phía nam thủ đô. Anh Quốc đã theo sau Hoa Kỳ ghi tên những công dân muốn rời khỏi Nam Sudan. Căng thẳng sẽ gia tăng ở Nam Sudan từ tháng 7 sau khi Tổng thống Kiir cách chức Phó Tổng thống Riek Machar, làm chia rẽ thêm phong trào giải phóng Nam Sudan, thường gọi là SPLM, đang cầm quyền. Sau khi bị cách chức, ông Machar tố cáo Tổng thống Kiir muốn trở thành một nhà độc tài và ông ta sẽ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới. Chính phủ cho biết đã bắt giữ 10 người âm mưu đảo chánh, trong đó có 7 cựu bộ trưởng, và đang muốn thẩm vấn nhiều người, trong đó có ông Machar. Tin tức cho biết xung đột đang lan tới thành phố Bor của tiểu bang Jonglei. Nam Sudan mới tuyên bố độc lập trong năm 2011, là quốc gia có nhiều trữ lượng dầu lửa, nhưng là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Sản xuất dầu lửa đã ngưng trong 15 tháng qua vì tranh chấp lợi tức với Sudan, là nước sở hữu đường ống dẫn dầu xuất khẩu. Phó Tổng thống Machar là người của bộ tộc Nue, đã cùng chiến đấu với bộ tộc Dinka trong cuộc chiến chống Sudan. Sau khi thành công đã đưa tới sự chia rẽ và tình hình có thể dẫn tới chiến tranh bộ tộc.